Câu lạc bộ Đồng Tháp đang hoàn thiện những khâu cuối cùng của việc tân trang lại sân nhà cao lãnh cho ngày trở lại với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nhìn chung với điều kiện tài chính còn nhiều khó khăn, đội bóng xứ Bưng Biển chỉ liệu cơm gắp mắm, làm tốt nhất có thể để không làm người hâm mộ thất vọng. Thay đổi rõ rệt nhất là ở khu vực khán đài B, toàn bộ khu vực trung tâm của khán đài này đang được sơn lại. Với điểm nhấn là logo và tên của nhà tài trợ đã đồng hành cùng bóng đá Đồng Tháp nhiều năm qua, đó là Đại học Văn Hiến. Hiện tại, cùng với tầng 2 của khán đài A, thì khán đài B sân Cao Lãnh đã xuống cấp nên đang nằm trong hạng mục cải tạo, vì vậy không thể sử dụng. Việc làm tươi mới khán đài này trong thời gian đóng cửa cũng góp phần lấy lại phần nào hình ảnh cho sân vận động này. Mặt cỏ sân Cao Lãnh cũng đã được chỉnh trang cải tạo trong thời gian qua nên cũng đã được cải thiện phần nào. Đồng Tháp sẽ tiếp SHB Đà Nẵng vào lúc 16 giờ chiều mai tại vòng 2 giải hạng nhất quốc gia.